đi trước tới dưới rồi. Dắt đi vòng vòng xuống cái hồ quá. Lạnh quá, lỗ mũi bị chảy máu nên giờ phải đeo khẩu trang để giữ ấm ở trong này, không thôi lỗ mũi nó bị bể là chảy máu tùm lum chứ không phải đeo khẩu trang. Ở đây không có nên đeo khẩu trang. Đi chơi vậy khó thở. Nhưng mà cái lỗ mũi bị bể mạch máu nên phải đeo khẩu trang để giữ. Để giữ hơi nước ở trong này nó khô quá nên nó bị bể mạch máu. Mình sẽ đi xuống dưới, nó có một cái hòn đá ngay giữa hồ theo mình coi trên mạng mình thấy vậy. Không có quay lại, có chụp hình nha. Mỗi chỗ thì nó có cái vẻ đẹp khác nhau. Cái chỗ này cái view đưa đi ra để chắc đã chụp hình hay gì cái view rồi. Vô coi coi. Cái này mấy cái trail kia mình đi từ từ, mình đi lên quãng này nè. Đi xuống cái hồ ở dưới chắc. Mình đứng không á, không có đi bộ á thì nó sẽ lạnh, hôm nay nó lạnh đó, chuẩn bị thấy cái hồ nó lú rồi. Đâu có thấy bảng chỉ dẫn gì đâu. Ta ngồi chắc chỗ này để ngồi chơi thôi. Nó lú cái hồ dưới này kìa. Đó, thấy cái chỗ đen đen á là cái chỗ chắc cái hồ ở dưới á. Bây giờ đang quay sao coi. Thấy cái hồ đây, chuẩn bị xuống cái hồ rồi đó. Toàn cảnh xung quanh đây nè. Đó. Nãy là mình đi cái hướng từ ngoài đó, mình đi giờ thì một giống một cái đánh một cái vòng tròn vậy đó. Này là lên ca nhành đó cho. Cho. Cái này lên ca nhành đó. Này nó không có số thứ tự đâu. Hả? Ờ đứng đó, người ta đứng ở dưới lỗ nhố rồi kìa. Chụp hình nè. Thấy lít chít ở dưới thấy đó. Người ta đứng ở dưới rồi đó. Đó cái hồ ở dưới sâu lắm á. Đi xuống. Xung quanh đây. Đá ở đây thì nó bằng nó không có cao như mấy bữa kia mình đi cái trail, mình càng ngày càng đi cao xung quanh cái núi đá. Mình sẽ đi đó, hình như ở dưới là có nước, ở dưới nó có cái hồ ở dưới. Đúng, nó quay ngọt mối á. Đó, cũng vậy, cái hố đen cả đó. Đi lên đó là nhìn xuống như, ở đây có hai cái hố quá. Có hai cái thung lũng ở dưới đó. Là mọi người sẽ thấy cái thung lũng ở dưới á. Là thấy người ta đứng á, chắc là nhìn dưới là có nước rồi, có những cái đá nó trò lên chắc đẹp lắm. Mình đi xuống rồi, cứ cái treo đi xuống rồi có. Dạ. Nó sắp kìa. Bây giờ là mình sẽ đi tới chỗ đó. Nó giữ hơi, nãy giờ cái lỗ mũi nó ướt, nó thoải mái.
Giờ mình chuẩn bị mình đi xuống dưới đó. Cho mình đi qua đây. Qua đoạn này. Đi qua cái đoạn này. Đi đánh một cái dòng cung. Đó, chỗ cái hố đó đó. Một cái hố chỗ này nè. Với một cái hố chỗ này nè. Rồi là cái thung lũng chứ không phải cái hố. Nhưng mà mình đứng từ xa mình thấy giống như cái hố. Đó, bây giờ mình sẽ đi vòng vòng vô trong đó. Thì người ta, mấy người mà người ta làm cái này, người ta được đi sâu xuống dưới, mình không, nhiều khi mình không được xuống dưới nên mình không có chụp được cái cảnh đó. Đó, thì mình chuẩn bị mình tới cái hố đầu tiên nha. Thấy có mấy cái phiến đá nó nhìn cái hình ngộ ngộ quá, giống phân con mèo quá. Nó lộn lộn với phân con mèo. Đó, người ta đứng lúc lúc ở bên kia nhiều quá. Mình từ từ mình sẽ đi tới đó. Trước tiên mình đi vô đây trước nè. Cái hố, ủa cái hố bên này, hố bên này, hố bên này. Sao người ta không đi hố bên này, anh ta đi hố bên này không ha? Đây, mình đi vô đây thử coi. Đâu có ai đi vô đây đâu. Thì nó dòng bên đây, người ta đi vòng em ăn thôi. Mình đi hướng mà mình đi vô được mà. Thì vô đó đi. Mình đi thử vô đây nha. Mình đi đường tắt vô đây. Để mình tới cái chỗ mà có cái hình kỳ cục giống như đó, người ta đi trên đó mình đi ra nè, giống như phân của con mèo. Mình đi đường tắt vô, bạn mình đi trên đó, bạn mình đi trên, đang đi trên đường. Mình đi đường tắt cho này, mình thích đi đường tắt cho này. Rồi nó tới, đi đường tắt thì nó tới lại hơn. Đường này cũng dễ đi nên mình mới đi. Phiến đá ngộ, đá ngộ đây. Đây mình đi cái hố đầu tiên, nhìn nè, giống như cái phân con mèo. Lọn lọn lọn. Rồi đó, mình đi tới cái hố đầu tiên nha. Ô, coi vậy mà xa quá vậy, cái hố đó xa ghê. Oh man, nhìn thấy gần nhưng mà xa lắm á. Vô đây không? Vô. Đâu có cát đâu, đi đá mà. Thôi mình đi. Còn đây thì thôi mình đi tới đây. Đây. Nhìn giống con của con mèo. Nó bậy quá. Nóng quá. Đó, người ta nhìn kìa.
Đẹp chưa chưa? Mình sẽ đi xuống mình coi. Wow, có những cái phiến đá ngồi chưa. Đây cái hố sau đây. Wow, cái hố, cái lake. Wow, nhiều người đứng chụp nè. Wow, wow, đó, nguyên cái dòng suối đi qua đó. Sao đâu có cho mình đi xuống đâu. Có tàu chạy dưới. Chút ngồi đó chụp hình đó. Chỗ này đẹp nè. Mà không thấy rõ. Chụp phải đứng từ xa mới thấy. Hai người đấy dành hoài không xuống cho người ta lên chụp đó. Chụp một chút xíu thôi để cho người ta lên chứ. Đó, thấy ghê chưa. Cháu ngồi đây Ngọc chụp đây nè. Châu ngồi cái miếng, dám ngồi cái miếng bên đó không? Không phải cái miếng ở ngoài á. Dám không? Để Ngọc ngồi thử cho Châu coi cái. Lại đây đi. Áo cam đó. Ok. Rồi, chụp rồi. Oh my gosh. See the kayakers? Yeah. I guess we should have did it. It's not too late. I already worked up the sweat. Con người lấy cảnh của Ngọc rồi. Con người lấy cảnh của Ngọc rồi. Thấy không, có người lấy cảnh không Ngọc? Nói mấy người nó cho mình ngồi hoài trời. Quá đáng à. Từ bữa đó Ngọc sẽ chụp qua cho Châu nó đẹp hơn. Ngọc có hai cặp đó kìa. Đứng ngay nó quay xuống đẹp lắm. Đang quay đó. Thì Ngọc quay nè. Rất là đẹp. Con nhỏ đó mày đưa lên quậy con mày. Đẹp quá trời. Wow, ghê quá. Đó. Đẹp ghê chưa? À, thì ra là cái giữa này nè. Chụp là ngay cái cục giữa này nè chứ. Mọi người trên đó đang đứng coi. Châu, đây Ngọc chụp cái cục đó đó. Đứng ngay đây đi. Mấy con nhỏ này.
không chụp cái cục này nè, là cái nổi tiếng là cái cục này phải không? Hay giờ đó đâu, đứng đây, đứng đi, mày mày không đi hả? Hả, đâu có ai đi đâu, có là cho đi rồi. Nó có tàu ở dưới kìa, có ngõ ở dưới mà nó không cho mình vô để mình coi đó. Ừ, đứng nha, đứng ra đó nha. Để Ngọc lên kìa cho nó nha. Đợi nha Ngọc chụp. Just about, yeah. Không thấy được trâu ha. I would get, oh, no problem. Take your time. I would get closer to the edge. But... I don't know. Không thấy nước luôn. Thấy nước luôn. When the water's like high and green. They do, I'm pretty sure they do rafting. Okay. Dám ngồi thòng giò xuống không? Hả? Cẩn thận nha, để nhẹ nhẹ, không sao đâu. Ngồi dựa vô đây nè, vịnh cái đây, ngồi ngay thò cái giò xuống Ngọc chụp. Đứng, đừng có đứng, ngồi xuống. Để thấy đây, cái cục này nè, cái cục. Trời ơi, cái cục đó ghê vậy trời. Sao gan, ê, gan ghê quá. Cháu làm Ngọc sợ quá. Sợ thấy bà nội luôn á. Sợ thấy bà nội luôn á. Ok, rồi đứng lên đi. Đưa tay Ngọc dịnh coi. Tuột á. Nè. Đứng đây nè. Thấy không? Thấy cái cục này. Nguyên cái cục này luôn đẹp lắm. Ngọc sẽ ngồi ngay cái cục đó đó. Cầm đó. Cháu ngồi Ngọc sợ cháu tuột cái tay cháu tuột. Cái tay thuận là tay phải nè. Ngọc muốn ngồi ở đây nè. Nói cho ngồi là ngồi ở đây nè. Chưa? Rồi, thấy chưa? Rồi. Rồi, pose cái dáng xấu cái quỷ vậy. Em không? Đâu thấy đâu.
Đó, ngồi em mới thấy được nguyên cái vòng này. Cái vòng xoay này. Xung quanh hết rồi. Nãy giờ quay à. Rồi có mấy đứa nữa. Nó đứng đó bởi vậy Ngọc không có chụp cho Châu được. Nó cứ đứng hoài, nó không nhường, hai đứa nó ngộ. Đứng từ đây chụp cho Châu đẹp lắm á. Châu canh cho đứng trên đó này Ngọc, ở bên này chụp qua cho Châu. Đứng trên chỗ cục đá con đó đó hả? Ừ. À mấy người à, đứng dưới sao? Dính luôn, rồi biết là có người thiệt đâu phải mình không đâu. Vậy nãy Châu đứng ở trên không chụp. Ngọc, nó đứng một nụ. Bởi bà gan quá, bà đứng bà tuột xuống giờ bà ghê quá bà ơi. Ui ghê quá, tôi ghê quá, tôi sợ quá. Tôi đang ngồi trên cái miếng đá đây nè. Thấy ghê không? Đang đợi bạn ấy canh mẹ. Nói nó cho mình chụp tấm. Mày như thế này. Wow. Wow. Ui da, cái này mình chụp hết nguyên tấm được nè. Ui da. Tại sao mình không chụp? Quay lại coi. Ây da. Đó, ở đây nổi tiếng là nguyên cái cục ngay giữa này nè. Ây da. Leo lên. Trời, nó có những cái đá nó đưa ra ngoài rồi. Thiệt là khủng khiếp. Em ấy đã leo lên. Và mình sẽ chụp cho em ấy. Xích lên chút. Đứng đứng phía trên cái ngọn đó. Yes. Wow. Ok. Ok. Xuống đi. Trời ơi, wow, là đẹp quá. Nãy đứng ngay đây thì chụp không có đẹp. Ở đây thì cũng nãy có chụp cho Châu tắm đây rồi ha. Thấy rõ không? Nè cái hồ nè.
trong cái hình nó là y chang vậy luôn á. Còn cái đá nè, nó xếp lớp từ miếng, từ miếng, từ miếng, từ miếng. Và đó, cái này là dưới mặt nước biển nè. Chất nước nó chảy, chảy, chảy. Nó làm thành cái sóng. Cái sóng ở trên cái miếng đá. Bao nhiêu lớp đây? 1, 2, 3, 4, 5. Này chắc mấy chục lớp luôn á. Lớp đá vậy đó. Đó là đó. Đi không cẩn thận thì dướng tét chết luôn á. Ở đây là mỗi cái chỗ mà mình đi trail á, là nó mỗi cái loại đá nó lạ lạ khác nhau. Một cái là loại đá nó xếp lớp vậy nè, là nó cứng nó đưa ra ngoài luôn ha, mình sẽ chụp hình được. Có mấy cái view nhưng mà rất là nguy hiểm. Người nào mà yếu con vía không có nên đi ra, lỡ sợ quá té nào đậu dưới luôn á. Còn mình đi mấy cái chỗ kia thì những cái núi thì nó như là bánh da lợn, nó nhiều màu. Rồi có cái núi thì như cái quơ, như là tháp Tràm, rồi giống như là ở trong Hy Lạp, giống như thời Ai Cập cổ đại vậy, trong cái thành vậy đó. Rồi có cái thì như là cái dựng đứng lên như là Angkor Wat vậy đó. Đó, ở đây thì loại đá này có nhiều loại, những cái lạ lạ đó nó, mà những cái phiến đá nó có nhiều lớp lớp vậy nè, nó nhiều lớp lớp vậy đó. Ô, từ miếng vậy đó, từ miếng như cái bánh tráng vậy đó. Ngồi à, rất là lạ. Nên mỗi chỗ nó một cái đặc biệt riêng của nó. Trên kia thì giống như nhìn sờ sòn 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 sòn, cái màu như là khúc mèo. Tại bữa có một con mèo vô nhà mình á, này vậy mình thấy nó giống á. Đó, ở đây nó có cái view thì sẽ nhìn thấy được cái móng ngựa. Rồi cái móng ngựa nên cái địa danh này nó gọi là, cái tên là Horseshoe, là móng ngựa. Let's go. Đó, người ta mình đang chụp hình chỉ có nhiều đó thôi, mà lấy mỗi người 7 đồng 5 đồng vậy á. Một cái xe 10 đồng. Một cái xe không biết bao nhiêu người mà một chiếc xe là 10 đồng, còn đi motorcycle là 5 đồng. Một người cũng 10 đồng, một người trong xe cũng 10 đồng. Nó tính xe. Ok, giờ mình đi ra. Let's go. Đi ra. Mình đang ở cái page đây hả? Page. Ở đây sao không? Đây, trên cái núi là ở Chi Phi. Còn ở trên trên Utah thì KK là gọi là Canat. Thấy không? Châu nữa. Okay.